Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài mở rộng vốn từ về trái đất, ôn tập các kiểu câu đã học. Và khi thực hiện được xong bài này, thầy cũng hy vọng chúng mình sẽ biết dựa vào tranh và mẫu gợi ý để tạo câu kể, câu hỏi. Biết dựa vào nội dung và hình thức của câu để phân biệt kiểu câu phân loại theo mục đích nói, để chuyển câu đã cho thành câu cảm hoặc câu khiến. Nói được nội dung tranh về trái đất, viết được đoạn văn tả bức tranh về trái đất. Và chúng ta sẽ đến với hoạt động khám phá. Trong hoạt động này, chúng ta sẽ đến với phần luyện từ và chúng mình sẽ xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm tích hợp. Ở đây chúng ta sẽ có các cái từ biển, tiết kiệm nước, phá rừng, sông, núi, bảo vệ động vật hoang dã, đồi, rừng, sử dụng túi ni lông, trồng rừng, lãng phí nước, đại dương, sa mạc, tiết kiệm điện. Chúng mình sẽ xếp các cái từ này vào ba nhóm. Nhóm đầu tiên, các dạng địa hình của trái đất. Cột thứ hai, hoạt động bảo vệ trái đất. Cột thứ ba, hoạt động gây hại cho trái đất. Ví dụ ở đây chúng ta có thể thấy các dạng địa hình của trái đất, ví dụ như là biển, đúng không? Như vậy thì chúng ta đã học tự nhiên xã hội, chúng ta đã học về các cái địa hình dạng của trái đất gồm những địa hình nào, thì chúng ta có thấy những cái từ trên này thuộc dạng địa hình thì chúng ta sẽ điền vào cột đầu tiên. Cột thứ hai sẽ là hoạt động bảo vệ trái đất, ví dụ như là các hoạt động bảo vệ trái đất như ở công mẫu đây đó là gì? À đúng rồi, trồng rừng. Hoạt động gây hại cho trái đất ở đây sẽ là, à đúng rồi, nhiều hoạt động mà gây hại cho trái đất, ví dụ trong các cái từ đó thì có từ phá rừng. À, vậy thì bây giờ chúng ta hãy xếp các cái từ bôi đen ở đây vào ba nhóm, đó là các dạng địa hình của trái đất, hoạt động bảo vệ trái đất, hoạt động gây hại cho trái đất. Sau khi chúng mình hoàn thành bài làm thì quan sát lên màn hình để xem thầy làm có giống với chúng ta hay không nhé. Bây giờ chúng ta cùng quan sát lên màn hình các dạng địa hình của trái đất. Các dạng địa hình của trái đất thì như chúng ta học về tự nhiên xã hội thì các cái dạng địa hình của trái đất thì ở đây chúng ta thấy là biển, rồi gì nữa? À đúng rồi, sông, rồi núi, đồi, rừng, đúng không? Đại dương, đó là một số dạng địa hình của trái đất. Hoặc là sa mạc, rồi đến hoạt động bảo vệ trái đất. Hoạt động bảo vệ trái đất thì chúng ta cũng thấy các cái hoạt động mà bảo vệ trái đất như là tiết kiệm nước, rồi gì nữa? À đúng rồi, bảo vệ động vật hoang dã. Rồi trồng rừng đúng không, và trồng rừng sa mạc. Ví dụ như hoạt động mà gây hại cho trái đất thì chúng ta thấy đó là gì? Gây hại thì đó là phá rừng, sử dụng túi ni lông, rồi lãng phí nước. Đó là một số các cái hoạt động mà chúng ta thấy là gây hại cho trái đất. Vậy thì bây giờ chúng ta thử so sánh bài làm của chúng ta với bài làm của thầy trên màn hình xem thế nào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo, đó là bài tập số 2. Cùng bạn hỏi đáp về nội dung tranh, viết vào vở câu hỏi, câu trả lời của em và bạn. Ở đây thì chúng ta có thể quan sát tranh trong sách giáo khoa cũng như tranh trên màn hình. Chúng ta thấy mọi người đang tập trung làm gì? À đúng rồi, vệ sinh vớt rác ở dòng sông đúng không? Vậy thì nhìn vào đây thì chúng ta có thể hỏi như thế nào?
À đúng rồi, ví dụ chúng ta có thể hỏi này, cô công nhân đang làm gì? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Cô ấy đang phát cỏ, đúng không? Như vậy, ở đây một bạn sẽ hỏi, một bạn sẽ quan sát tranh và hỏi, một bạn sẽ quan sát tranh và trả lời. Hỏi đáp về nội dung tranh. Ngoài câu hỏi này thì chúng ta còn có rất nhiều câu hỏi liên quan đến bức tranh này, đúng không? À, vậy thì bây giờ chúng ta thử thảo luận và suy nghĩ, thử hỏi một số câu, sau đó quan sát lên màn hình. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể hỏi một số câu như sau. Ví dụ chúng ta sẽ hỏi bạn, rồi một bạn sẽ trả lời. Ví dụ chú ấy lội xuống sông làm gì? À, như vậy thì chúng ta thấy ở quan sát đây, chú ấy lội xuống sông để làm gì? Đúng rồi, chú ấy đang vớt rác thải dưới sông lên. Và cuối câu hỏi thì chúng ta thấy thường có dấu dấu chấm hỏi nhé. Và quan sát tranh một lần nữa, chúng mình có thể hỏi tiếp những câu hỏi như thế nào. À, ví dụ chúng ta có thể hỏi như sau. Cô chú ấy đang làm gì? Như vậy quan sát vào tranh chúng ta thấy các thầy cô chú công nhân đang làm gì? À đúng rồi, cô chú ấy đang dọn cỏ cho cây. Câu hỏi tiếp theo có thể là quan sát tranh, chúng mình có thể hỏi như sau. Tại sao phải dọn cỏ và rác? À, quan sát vào đây chúng ta thấy tại sao cô chú là phải dọn cỏ và rác? À đúng rồi, dọn cỏ và rác để giữ gìn vệ sinh nguồn nước, bảo vệ môi trường. Một số câu hỏi mẫu thầy sẽ đưa lên như vậy, dựa vào đó chúng ta có thể một bạn hỏi, một bạn trả lời dựa vào bức tranh ở trong sách giáo khoa này. Đến với bài tập số 3 thì chúng ta sẽ đến với ôn tập những cái dấu câu, những kiểu câu chúng ta đã được học. Chuyển những câu dưới đây thành câu cảm hoặc là câu khiến. Chúng ta sẽ có các cái câu là câu từ A cho đến D. Ở đây chúng ta sẽ chuyển những câu A, nước hồ trong xanh thành câu cảm hoặc là câu khiến này. B, ánh nắng rực rỡ. C, chúng ta cùng bỏ rác đúng nơi quy định. D, cả lớp có ý thức tiết kiệm giấy giấy viết. Vậy thì chúng ta sẽ phải chuyển các cái câu dưới đây thành câu cảm hoặc là câu câu khiến. Thì nhớ lại cho thầy câu cảm và câu khiến thì câu như thế nào. Như vậy thì chúng ta thấy câu cảm thường dùng những từ ôi, chao, chao ôi, trời ơi, đúng ở đầu câu, thế quá, lắm đúng ở cuối câu, và dấu chấm than khi kết thúc câu để bộc lộ cảm xúc. Đó là câu câu cảm. Vậy thì dựa vào đó chúng ta hãy chuyển các câu A, B, C, D thành câu cảm hoặc là câu khiến và chúng ta cùng quan sát lần này. Bây giờ chúng mình cùng chia sẻ với các bạn nhé. Ánh câu A đó là nước trong hồ trong xanh. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển thành câu cảm và câu khiến như thế nào? Nước trong hồ mới trong xanh làm sao? Chấm than, câu cảm đúng không? Nước trong hồ xanh quá, câu cảm. Và ánh nắng rực rỡ thì chúng ta có thể chuyển như sau. Ánh nắng rực rỡ quá là câu cảm. Ánh nắng rực rỡ làm sao? Câu cảm đúng không? Chao ôi, ánh nắng thật là rực rỡ. Như vậy chúng ta thấy đây là câu cảm. Và chúng ta cùng bỏ rác đúng nơi quy định thì nào? Chúng ta cùng bỏ rác đúng nơi quy định. Và đây là câu khiến đúng không? Chúng ta hãy bỏ rác đúng nơi quy định. Chúng ta cùng bỏ rác đúng nơi quy định. Đó là một số câu khiến mà chúng ta thấy ở câu C, câu D. Đó là cả lớp hãy có ý thức tiết kiệm giấy viết. Cả lớp phải có ý thức tiết kiệm giấy viết. Như vậy, đó là một số câu cảm và câu khiến ở câu A, câu B và câu C và câu D. Dựa vào đây thì chúng ta hãy hoàn thiện lại bài làm của chúng mình. Và như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong tiết luyện từ và câu ở tuần 34, mở rộng vốn từ về trái đất, ôn tập các kiểu câu đã học. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.